vàng, natri clorua, đường. Mình có thể tạo ra các nguyên tố và hợp chất, nhưng điều đó rất kỳ lạ, ngay cả ở dị giới. Em là hầu gái của cậu chủ Charlotte. Xin hãy gọi em là Lotte nhé. Ý em là Ellen phải không? Chị sẽ là gia sư của em. Em bị làm sao thế, Fama? Đừng nói là em đã trộn thêm độc tố vào nhé. Không đâu. Đón xem Nhà Thuốc Tại Dị Giới trên kênh Animax.